Rồi hôm nay lớp chúng ta hát ca tặng sinh nhật của bạn Bích Trâm ở đâu? Ở sinh nhật Mỹ ha. Bây giờ bé Trinh là em chị Trâm sẽ đàn bài đó cho lớp hát theo. Rồi con đánh đàn đi con. Với bạn Trâm đánh guitar thôi. Mừng Trâm sinh nhật thứ bao nhiêu. Money and always a lucky girl. Happy birthday one more time.